chữa vững chãi trong cuộc đời đầy hiện hữu. Trong thực tại, cái đẹp của người nghệ sĩ dường như có tất cả mà không có riêng một mặt nào của nghệ thuật. Thank you.
Như vậy là phần trình diễn nghệ thuật tạo kiểu tóc của anh Lê Hiếu cùng với hairstylist Phương Sôi đã hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng bước bắt về sân khấu để nhìn ngắm phần trình diễn và được ngắm tác phẩm nghệ thuật này của hai ngành thiết kế tạo mẫu tóc. Giám đốc học viện Việt Nam Vệ sinh Academy cùng với hai sản phẩm Phương Sôi.